phó hỏi thì mày cứ bảo là anh đi giới thiệu. Bốc cho bạn anh truy và mày được cầm tiền lại 16 triệu đường. Dòng chơi cái gì thì tiền thì không được thiếu. Mày đi chơi đồ nhiều thì tiền thì chẳng có nhiều đồ nhiều. Rồi rồi, mày xong rồi. Mày xuất sắc như bên thẻ Delta. Là Mia Phăng, anh Phăng thì cứ văng mà băng. Mông đã chẳng băng như trăng, bỏ đi em đa năng, biết anh luôn ga lăng. Có những người không đăng bởi vì là bao bao là gì này căng. Mỗi từng người đơn non như băng, ta đập cho hướng dẫn sẽ tạc bọn đăng. B-A-B-B-O-Y, trên cầu sẽ overnight. Thấy em trong ba là lướt, bộ váy ngắn trong em slow high. Anh không muốn cưa em đâu, chỉ muốn bên em đêm nay. Thằng em gây hôn lên cổ, tới luôn đi em ơi. Nói khi anh hay đồ trong anh như Superman. Nhạc của anh thì nó phải rồi, nhưng mà không hot bằng em. Xung quanh anh thì cái như vậy, mà buồn hay là anh không care. Ngoài chữ em ra anh đều nghe. Thích được feel in love đều xem. Bước từng bước em từ quyến rũ, chậm rãi thôi mà bước ra. Mấy thằng gà em tên là chiến hữu, trên cổ lan tỏa mùi thơm nước hoa. Em nói em thích nghe cái anh hát, yêu em nhiều quá và em hư ghê. Nhưng mà không sao để đã anh hiểu, xin lỗi vì đã làm em u mèo. Để anh được em lên thiên đường, đêm nay tập overdose. Nói với bạn trai thôi để em bận, sáng mai sẽ gọi lại sau. Đêm nay cùng anh say đắm, để cho ưu phiền bay qua. Có thể là anh may mắn, đêm nay em chỉ say anh. Đây chẳng phải bố thôi đâu, chỉ là đồng phong vừa thổi qua đất phương ấy còn là gì. Lòng đêm đêm vũ quy, còn dù không chấp thêm đi. Tội nghèo đen trao lại người tự do bên sáng giàu. Thuyền đua tình hai sang đến nơi, đông một vùng trời trời ơi. Đồng gian còn sống như muốn thốn trôi tận cả. Hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải ta.
thì trái phải, trái và phải, ok trái phải, trái và phải thì đi trái phải, trái và phải, ok hãng hàng không JVAC thông báo chuyến bay đang đi qua khu vực có khí hậu thời tiết không ổn định, xin quý khách vui lòng ổn định lại vị trí, thắt chặt đai an toàn và tự bảo vệ chính bản thân mình. Một hai ba rồi phở, ok nói không có tâm nhưng mà thực tế không mất tâm khi mà nay tối nhưng mà tình ở bên trên sao chỉ một lần nắng chỉ một lần mưa đủ để khiến tất bộ xung quanh không đẹp cháy thằng đê. Mọi em mắt thần chỉ chỉ dừng vào một người anh em, có thể là anh không biết, hoặc là có thể là anh không biết nhanh nên tất cả mọi điều đến giúp tôi hôm nay thì anh phải ăn hết chỉ là chỉ để ăn không mà lại nói có nói bóng nói gió thật lại nói không nếu này anh đã thật lòng. Công chúa thứ 10 trong hoàng tộc Vương quốc Rồng. Ngoài dung mạo xinh đẹp và quyền thế, Qe còn có trí tuệ và mưu lược tuyệt đỉnh. Với bộ chiêu thức khá đơn giản, Qe vừa có thể thả diều, đồng thời gây lượng sát thương lớn lên đối phương. Điều quan trọng nhất là bạn phải chú ý tung chiêu và tận dụng nội tại thật tốt nhé. Chào mừng các bạn đã đến với tâm điểm tướng Qe, Ngọc Viên công chúa.